Ấn Đông, Ấn Độ dự đoán đúng bệnh dịch Vũ Hán, một đại thảm họa lớn hơn vào cuối năm 2020. Chúng ta đều là một phần tử của nhân loại, bởi vậy chúng ta cần bảo trì sự thông cảm lẫn nhau, đồng thời phải từ bi với những sinh vật khác do Thượng Đế tạo ra. Ảnh tổng hợp, thần đồng Ấn Độ, cậu bé Abhigra Anand đã đưa ra một dự báo mới vào ngày 12 tháng 7, nói rằng mặc dù cuộc xung đột giữa Trung Quốc và Ấn Độ gần đây đã không leo thang thêm nữa, nhưng vào cuối năm nay, những thảm họa như chiến tranh quy mô lớn, bệnh dịch hoặc sụp đổ kinh tế sẽ đến. Anand khuyên mọi người rằng trong khi chuẩn bị, cũng nên bảo vệ các nhóm người yếu thế chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong thảm họa. Anand, 14 tuổi, đã sử dụng thuật chiêm tinh vào năm ngoái, đã dự đoán đúng bệnh dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát từ cuối năm ngoái đến nay. Sau khi nhận được sự chú ý của công chúng trong một thời gian, Anand đã công bố các video trên YouTube, liên tục dự đoán những sự tình sẽ xảy ra trong tương lai. Trong video mới nhất, Anand cho rằng cuộc xung đột biên giới Trung Ấn nổ ra cách đây một thời gian đã dừng lại và sẽ không leo thang. Hơn nữa, dường như tình hình dịch bệnh đã bắt đầu có dấu hiệu cải biến tốt đẹp trong giai đoạn này. Tôi nói mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người đều có thể vui mừng tiệc tùng cùng nhau. Tình huống này trên thực tế là từng bước giảm bớt. Những tổn thương mà nhân loại đã trải qua trong vài tháng qua sẽ không biến mất trong vài phút. Tôi cho rằng thẳng đến tháng 12 mới có chiến tranh. Nếu như trong tháng 12 hoặc về sau phát sinh bất cứ chuyện gì, tôi không cho rằng chỉ cuộc hạn giữa Ấn Độ với Trung Quốc, hoặc chỉ là liên quan đến Ấn Độ và Trung Quốc. Theo cái nhìn của tôi, đây là sự kiện mang tính toàn cầu. Anand nhấn mạnh nói, bởi vì cuối năm nay sao Mộc và sao Thổ sẽ tiến vào cùng một chòm sao, điều này biểu thị sẽ có thảm họa lớn hơn bùng phát. Xin nhớ kỹ những lời tôi đã nói, bắt đầu từ ngày 20 tháng 12 năm 2020, thực sự là vào ngày 20 tháng 11 năm 2020, khi sao Mộc tiến vào trò Market liền có thể sẽ xuất hiện chuyện nguy hiểm hơn. Anand bày tỏ rằng các cuốn sách chiêm tinh cổ đại ghi lại rõ ràng, khi sao Mộc và sao Thổ tiến vào cùng một chòm sao, hai hành tinh sẽ ở gần nhau nhất vào ngày 21 tháng 12, chúng dường như chỉ cách nhau 6 phút, sẽ phát sinh một sự kiện, có thể là dịch tả, nạn đói, tử vong, ôn dịch, có rất nhiều khả năng trong giai đoạn này. Đây là điều quan trọng nhất. Cậu bé cũng nói rằng cậu đã bị YouTube xóa bỏ video dự ngôn 2 lần. Video không có vấn đề, tôi chỉ là đang trần thuật sự thật. Đây chính là chuyện sắp xảy ra, tôi nhắc lại lần nữa. Tại giai đoạn này có thể phát sinh bất cứ chuyện gì, có thể là chiến tranh, cũng có thể là kinh tế sụp đổ, cũng có thể là một lần đại thảm họa, cũng có thể một thảm họa liên quan đến sức khỏe của hàng triệu người. Đây chính là chuyện quan trọng có thể xảy ra. Trong tương lai, từ ngày 20 tháng 12 đến tháng 3, đặc biệt là vào tháng 2, hãy cẩn thận, rất nhiều hành tinh tiến tới cùng nhau. Liên quan đến đại nạn sắp xảy ra này, Anand kêu gọi mọi người chú ý hơn và giúp đỡ những nhóm người yếu thế dễ bị tổn thương nhất trong dịch bệnh. Tất cả chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, để giúp đỡ những người có kinh tế nghèo đói, chúng ta cần trợ giúp họ. Nếu như chúng ta có cơ hội, mỗi người hãy đưa tay viện trợ. Họ đang cố gắng hết sức để sinh tồn, bởi vậy mỗi người đều đến hỗ trợ họ, thì việc này chúng ta mới có thể khôi phục toàn bộ nền kinh tế của quốc gia. Ngoài ra, Anand cũng kêu gọi người dân của tất cả các nước bình tĩnh, không bị chính quyền và giới truyền thông thao túng, đối đãi với nhau một cách hòa bình và lý tính. Chúng ta đều là một phần tử của nhân loại, bởi vậy chúng ta cần bảo trì sự thông cảm lẫn nhau, đồng thời phải từ bi với những sinh vật khác do Thượng Đế tạo ra. Anand nói, cho dù bạn đọc loại kinh sách nào, dù là Hồi giáo, Kitô giáo hay Ấn Độ giáo, không tôn giáo nào thúc đẩy bạo lực, bởi vì bạo lực là một khía cạnh mặt trái trong tư tưởng của con người. Tất cả họ đều chủ trương phi bạo lực. Đây là điểm mấu chốt khiến chúng ta trở thành phi bạo lực, chúng ta hãy cùng nhau cam kết. Trước đó cậu bé cũng khuyên mọi người không sát sinh dưới bất cứ hình thức nào. Quỳnh Chi, theo sao ở Hope. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.